Chết hơi cái nó trong này. Này không ăn chả cát không á. Cho tôi phải. Rồi ngồi đi gì? Ngồi cái này là mì khô xương nè. Rồi này 20 30 luôn nè con. Dạ bên ra khách nè. Năm phần gì nói đi chị làm cho. Không phải. Cái này là thêm hay là khô gì chị? Khô quá. Mì khô luôn đang ngâm mì đó. Ở bên kia khô ra tại trước đi. Đang cho. Đang cho trong đây ngoài đây. Nè muốn thái nè. Này không ớt hả Khánh? Một cái không thấy ớt đúng rồi. Chưa? Ai ai? Nè quay đi con. Biết rồi, biết rồi. Đem một bánh luôn hả con? Vé cháu em chắc rồi vậy? À, 40 đùi nè. Đúng không? Đúng không? Rồi vé cháu đó. Trong này, okay. Thái vô kìa. Nè Thái nè. Ok không? Nè Thái nè ông ơi. Để tôi với chị tiếp mình ăn vậy. Thái hả? Gì Thái này luôn. Chưa hai đứa ơi. Có chỗ xe chưa? Dạ dạ.